Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt dù có đi đâu, ở đâu, cũng không bao giờ thiếu chiếc bánh chưng xanh trong mâm cỗ Tết cổ truyền. Nhà nào cũng có dăm ba cặp bánh chưng để cúng gia tiên. Có thể nói, bánh chưng trong tâm thức của người Việt là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là món ăn đặc trưng của dân tộc. Là cảm giác háo hức thời thơ bé, ngồi canh nồi bánh chưng ấm cúng, hay đơn giản, chỉ là bữa cơm gia đình sum họp ấm áp trong những ngày đầu năm mới. Trải qua bao thế hệ, bánh chưng vẫn được gìn giữ và lưu truyền. Bánh chưng vẫn là đặc trưng của người Việt trong ngày Tết. Trong chương trình Ngon và Lành thì Hải Huế đã giới thiệu đến quý vị và các bạn rất là nhiều những loại bánh chưng trong dịp Tết, như là bánh chưng nếp cẩm, bánh chưng gấc hay là bánh chưng ngũ sắc. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay, Hải Huế cũng sẽ giới thiệu một loại bánh chưng khác cũng rất là đặc biệt. Loại bánh chưng ngày hôm nay thì có gì khác biệt so với các loại bánh chưng khác trong chương trình? Dạ vâng, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu cô Nga. Cô sẽ hướng dẫn và bật mí cho chúng ta về cái loại bánh trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Chào cô Nga. Cô có thể giới thiệu cho quý vị khán giả của chương trình là loại bánh chưng ngày hôm nay cô Nga sẽ giới thiệu là loại bánh chưng gì được không ạ? Loại bánh chưng ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị là bánh chưng nếp nương gia truyền màu xanh. Bánh chưng nếp nương. Nó có gì đặc biệt và có gì khác so với các loại bánh chưng khác hả cô? Nó có những cái đặc biệt và khác ở những bánh chưng khác, tức là cái bánh chưng này được chọn từ những hạt nếp nương rất là to rộng và ở những cái vùng cao, ở vùng sâu vùng xa đấy mình phải đặt để mình chọn ra những cái nếp nương vừa dẻo thơm và rộng hạt. Đây chính là những cái hạt gạo nếp nương đúng không ạ? Đúng rồi. Để tạo ra được cái màu xanh như này, tức là mình phải sử dụng những cái lá riềng này. Lá riềng này ý, thì là mình cũng phải trồng ở những, gặp người dân họ trồng ở những nơi râm mát để có những cái màu xanh rất là khác mướt. Dạ. Khi mà mình giã nhỏ nhuyễn ra, sau đó là mình ngâm với cái gạo nếp nương này. Dạ. Thì nó sẽ ra được cái màu xanh như thế này. Dạ, dạ vâng, đó là phần vỏ. Và phần nhân ở đây thì Hải Huế cũng thấy một cái sự khác biệt rất là lớn, đó là cái thịt lợn để làm nhân ạ. Ở đây thì như quý vị và các bạn đã thấy, đây là thịt lợn bản đúng không? Đúng rồi, đây là thịt lợn bản. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã thấy với bánh chưng nếp nương xanh thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản, cũng gồm có gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh. Như ở đây sự đặc biệt ở trong cái loại bánh chưng này đó là cái sự chọn lọc. Ví dụ gạo nếp ở đây sẽ là những cái loại gạo nếp nương được pha thêm màu xanh của lá riềng. Ngoài ra thịt lợn ở đây cũng sẽ phải là thịt lợn rừng, nó có một cái độ mỡ và nó sẽ tạo ra vị ngậy. Điện Biên, địa phương nổi tiếng với những loại gạo đặc sản, từ gạo tám Điện Biên đến gạo nếp nương Điện Biên. Có lẽ vì được trồng trên nương, uống nước núi rừng, nên gạo nếp có hương vị thơm ngon hơn hẳn so với các loại gạo nếp khác. Thơm, mềm, dẻo, ngọt, gạo nếp nương được coi là loại gạo ngon nhất nhì trong các giống gạo là vì thế. Bánh chưng Điện Biên là sự kết tinh của loại gạo đặc sản địa phương gửi vào trong mỗi chiếc bánh cổ truyền của dân tộc. Bánh muốn ngon, gạo để gói cũng được chọn lọc rất cầu kỳ. Chỉ có một số bản của Điện Biên cho ra được gạo ngon nhất. Bánh chưng ngon được làm từ gạo ngon, là gạo vừa thu hoạch, hạt to, bản rộng, hạt gạo chắc, lẫn giữa gạo sữa trắng đục là gạo trắng trong. Bánh chưng muốn xanh và thơm, một nguyên liệu khác cũng không thể thiếu, đó là lá riềng. Lá riềng có nhiều loại. Loại lá riềng bản có lớp lông mặt sau, khi giã sẽ cho ra nước xanh hơn, vị thơm hơn. Lá riềng sau khi được cắt về sẽ được cắt cọng, giã lấy nước. Nước này đổ vào gạo đã ngâm, hong khô, khi gạo có màu xanh và vị thơm là được. Bánh chưng nếp nương xanh cũng có nhân thịt lợn, nhưng thịt lợn ở đây rất đặc biệt. Đó là thịt lợn mán. Giống lợn nuôi ở bản ăn rau củ nên chậm lớn và chắc thịt, thịt thơm, không bị hôi. Một con lợn chỉ cắt được vài kg thịt để gói bánh. Thịt vai có lớp mỡ giòn, thơm, tạo vị thơm béo ngậy cho bánh. Nguyên liệu để gói bánh chưng có thể nói là đơn giản nhất trong số những món ăn truyền thống. Chỉ gồm có lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn. Tuy nhiên, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh và luộc bánh là cả một nghệ thuật rất độc đáo và công phu. Người thợ không cần khuôn, nhưng gói bánh chưng bằng tay đòi hỏi sự cầu kỳ, đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo.
từ khâu gấp lá đến khâu xếp lá, đổ thịt. Tiếp đó là các động tác gấp lá, buộc lạt và nắn, chỉnh, sao cho chiếc bánh chưng thật đẹp, xinh xắn và vuông vức. Để phân biệt được cái gạo xanh này với đối với lại nhuộm phẩm màu thì tức là khi mà mình giã lá giềng ra, giã nhuyễn ra, mình ngâm thì cái nó vẫn còn có những cái vẩn đục ở trên đấy, nó vẫn có những cái diệp lục đấy, vẩn đục và diệp lục của cái màu xanh của lá giềng. Thế nếu so với lại khi mà là làm cái phẩm màu ấy thì nó sẽ là có màu xanh rất là khác, nó không nó tự nhiên như thế này, đúng rồi, nó sẽ trơn và nó bóng hơn chứ nó lại không có hạt trắng và hạt xanh như thế này. Khi mình luộc lên cái hương vị của nó, đúng rồi, khi mà mình luộc lên ý và mình bóc cái bánh ra thì cái hương vị của nó rất là thơm ngậy, nó quện với lại cái mùi thơm của cái nếp nương, cho nên là nó có mùi thơm rất là hấp dẫn. À dạ vâng, sau khi tìm hiểu biết được các loại nguyên liệu của bánh chưng nếp nương xanh rồi thì Hải Huế rất là háo hức, và bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với Hải Huế tìm hiểu về cái cách gói bánh chưng này nhé. Dạ vâng, công ai, cô có cần phải có cái sự hỗ trợ của ai đấy không ạ? Và trước tiên là tôi cũng muốn là có cần sự hỗ trợ của người cháu trai mà tôi định chuyên nghề. Chào chị Hải Huế và chào quý vị khán giả. Nghĩa là chúng ta sẽ có rất là nhiều thế hệ trong gia đình cùng tìm hiểu và gói cái loại bánh chưng này, đúng không ạ? Trước tiên là chúng ta phải cắt cái đầu nhọn đi. Nghĩa là chúng ta không được rớt vào mép này mà phải để thừa. Đúng rồi, để ra một chút, để thừa ra một chút. Nó khác với lại cái bánh chưng xưa đấy chị ạ. Sau đó là chúng ta phải tước cái này đi đã. Dùng cái tay tước. Các anh cũng làm đi. Sau đó mình gấp thì tức là mình sẽ phải có một cái khuôn, mình phải định ra được một cái khuôn nó khoảng bao nhiêu cm, tức là cái lá này là mình đã gấp sẵn này, lá mẫu đấy ạ. Đấy, mình đã gấp sẵn lá mẫu này. Đấy, ví dụ như thế này thì mình sẽ đo được. Không cần phải khuôn mà hoàn toàn là bằng tay. Trước tiên là ta phải tạo khuôn đã. Ta đã gấp được một cái lá như thế này rồi, ta sẽ tạo khuôn. Có bát để đong không nhỉ? Có phải có bát. Nghĩa là mình phải có một lớp, hai lớp, bốn lớp. Sau đó là đỗ. Một lớp. Tiếp theo là một thịt. Sau đó là đến thịt. Mình chỉ cần một miếng thịt là đủ cho một cái bánh. Không, hai miếng. Như thế này là phải hai miếng thịt mới đủ được một cái bánh. Thông thường là những cái tay gói chính bên em ấy thì được đào tạo rất là bài bản. Phải đến 6 tháng thì họ bắt đầu mới được giao cho công việc gói. Nghĩa là gói cũng là một cái khâu rất là khó rồi, rất trong là khó. Quá trình làm bánh. Gói là khâu khó nhất. Rất là quan trọng. Như góc này thì nó có hơi bị méo hơn. Mình có thể điều chỉnh được. Đúng rồi, cái này mình có thể điều chỉnh được mà. Mình còn phải một lần nữa. Trước tiên là mình cứ gói cho nó thành khuôn như này đã. Sau đó là mình sẽ phải lật lại. Đấy, lật lại như thế này. Và mình lại dở ra. Dở ra, với cái dở ra này thì để cho nó chặt bánh mà. Đấy. Cũng rất là đơn giản, nhưng mà nếu như mà không quen tay thì đối với người mà chưa không quen thì cô đã gói cái bánh lên được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô gói cái bánh này sau khi mà bà truyền lại thì cô gói cái bánh này đã được hơn 20 năm nay rồi. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã thấy, chỉ bằng một vài động tác rất là khéo léo, cô Nga đã xếp lá và đã tạo ra được một chiếc bánh chưng rất là vương vức như thế này mà không cần đến bất kỳ một cái loại khuôn nào cả. À dạ, bây giờ thì Ngọc Anh không biết là có quen tay và cô gói được một chiếc bánh chưng rất là đẹp như thế này như cô Nga không nhỉ? Tất nhiên là cái trình độ của em thì không thể nào bằng trình độ của gì em được. Bởi vì là em mới gói thì cũng mới học gói cái bánh chưng của bà thì cũng chỉ được có một năm thôi. Trong thời gian chờ đợi vừa nãy thì em đã tạo sẵn được một chiếc khuôn rồi. Sau khi mà đã có được những chiếc bánh chưng vừa gói như thế này thì Hải Huế và cô Nga sẽ đến một cái bước tiếp theo, đó là bước luộc bánh. Và quý vị và các bạn hãy đợi xem là thành phẩm của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Bánh chưng được gói xong sẽ được đem đi luộc bằng nồi áp suất. Đây là cách luộc hiện đại, nó giúp cho bánh chưng không bị ám khói, giữ nhiệt đều, nhanh chín, chín đều, bánh dền và ngon. Đây là cách luộc văn minh, giảm thiểu tác hại đến môi trường. Dạ vâng, một mâm cơm có đầy đủ xôi, có gà, có dưa hành, có không nhục, có giò và có cả bánh chưng thì đúng là cái không khí Tết đã tràn ngập rồi, đúng không ạ? Dạ vâng, công ai, cô có thể cho khán giả biết là để luộc được một chiếc bánh chưng như thế này thì chúng ta cần phải thời gian bao nhiêu lâu? Và tại sao chúng ta lại phải hút chân không như thế này ạ?
Để có được một cái bánh chưng như thế này, trước tiên là tao phải luộc trong vòng từ 10 đến 12 tiếng bằng nồi điện. Dạ. Ép cho nó ráo cái nước ở trong đi. Dạ. Sau đó là sẽ để nguội và hút chân không như thế này, như chiếc bánh này là đã hút chân không rồi. Và hút như thế này để đảm bảo được giữ được cái độ mềm dẻo thơm của bánh và cái màu xanh của bánh. Trước tiên đây là cái loại bánh chưng truyền thống của gia đình tôi. Cách đây 50 năm thì mẹ tôi là người đã sáng tạo ra cái cách gói bánh chưng, và sau đó là được một bạn đồng nghiệp ấy có giới thiệu là dùng cái nước cốt lá giềng giã ra để ngâm với lại những cái hạt gạo thì nó sẽ ra cái màu xanh rất là tự nhiên. Cho nên là mẹ tôi đã sử dụng những cái nguyên liệu đấy để tạo nên những cái chiếc bánh chưng đặc biệt. Ở bên cạnh Ngọc Anh thì có những cái hộp rất là xinh xắn. Tại sao mà chúng ta lại phải làm những cái hộp như thế này? Có phải là hộp đựng bánh không nhỉ? Đúng rồi, chị rất là tinh. Đây là những chiếc hộp mà quà tặng do là khách hàng của em ấy, rất nhiều người có nhu cầu đi biếu tặng bạn bè, người thân cũng như là các đối tác của mình. Thì cho nên là em cùng đội ngũ của em đã tạo ra hai cái set quà tặng đặc biệt này. Dạ vâng, bây giờ sẽ là một cái bước quan trọng nhất. Sau khi chúng ta đã làm rồi thì chúng ta sẽ phải bóc và cắt cái bánh này ra, xem cái bánh chưng này sẽ khác so với những loại bánh chưng khác như thế nào quý vị nhé. Cả mùi của lá dong, lá giềng quyện vào nhau nữa. Rất là dền đúng không? Vâng, rất là dền. Chị hoàn toàn có thể để trong tủ mát được 7 ngày. Điều chỉnh lại. Bánh chưng nếp nướng xanh được khởi nguồn từ một người con của mảnh đất Điện Biên, bà Kiều. Bà đã học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi, được cách gói bánh chưng truyền thống, kết hợp khéo léo với các đặc sản quê hương để tìm ra một thứ đặc sản địa phương. Ngày nay, thứ đặc sản này đã được lan tỏa và được nhiều người biết đến và truyền tay nhau. Lá dong hái trên rừng khiến bánh luộc xong có mùi thơm hấp dẫn. Bánh được gói bằng tay theo cách riêng và hết sức vuông vức khi bày lên đĩa. Một đĩa bánh chưng xanh mướt đặt trong mâm cơm Tết với các món ăn truyền thống như giò lụa, dưa hành, xôi gấc sẽ khiến mâm cỗ Tết hoàn thiện và đẹp hơn. Một cái Tết sẽ không còn là trọn vẹn nếu thiếu màu xanh của bánh chưng. Cuộc sống dù có bộn bề và nhiều lo toan, nhưng một chiếc bánh chưng đặt lên bàn thờ gia tiên chắc chắn sẽ phải có. Đặc biệt hơn, khi chiếc bánh chưng đó là kết tinh tinh hoa đặc sản vùng miền. Nó thể hiện sự thành kính, sự biết ơn của những người con với thế hệ ông cha.